Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như thế giới đã từng biết đến một Alexander đại đế hùng mạnh, dường như bất bại trên mọi nẻo đường chinh chiến, thì hôm nay giáo hội Công giáo tôn vinh một vị thánh như là một huyền thoại trong việc loan báo tin mừng bằng một danh hiệu cao nhất, bổn mạng các sứ truyền giáo. Đó chính là Thánh Phanxicô, sống ở đầu thế kỷ thứ 16. Được sinh ra và lớn lên ở lãnh địa Xavier, nên người được gọi là Thánh Phanxicô Xavier. Hành trình truyền giáo của vị linh mục trẻ tuổi này đã mang về cho giáo hội những thành quả đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Hàng trăm ngàn người đã học biết được Thiên Chúa ngang qua con người và cuộc sống của thánh nhân. Hành trình ấy chắc chắn rằng phải lấy cảm hứng từ mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe thuật lại ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói rằng: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Lệnh truyền này cũng chính là ơn gọi và sứ mạng của tất cả chúng ta là những Kitô hữu. Dựa trên lệnh truyền đó và đọc lại những câu chuyện, những bài viết về hành trình truyền giáo của Thánh Phanxicô Xavier, con xin được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em hai điều. Điều thứ nhất, ơn gọi và sứ mệnh của người Kitô hữu chính là truyền giáo. Tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã dạy và đã làm trong phúc âm đều được tiếp nối và lan tỏa đến mọi người bởi giáo hội của người. Chính vì thế mà ta có thể nói rằng giáo hội chính là con đường dẫn người ta đến với Chúa Giêsu, đến với Thiên Chúa. Sự hiện diện của giáo hội trong trần thế này chỉ để làm một công việc duy nhất ấy mà thôi. Công việc ấy mang tên là loan báo tin mừng, hay còn gọi là truyền giáo. 20 thế kỷ đã trôi qua,
với nhiều thăng trầm trong lịch sử nhân loại và của chính mình nữa, giáo hội vẫn luôn trung thành và tỏa sáng trong sứ mệnh này qua nhiều khuôn mặt nổi bật. Trong đó phải kể đến vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, Thánh Francisco Xavier. Nói như vậy không có nghĩa là sứ mệnh truyền giáo của giáo hội chỉ thực hiện qua những khuôn mặt điển hình ấy và chỉ gói gọn trong những khuôn mặt điển hình ấy. Chúng ta hãy chú ý vào lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bài phúc âm ngày hôm nay. Chúa Giêsu không nói với một cá nhân, nhưng người ngỏ lời với một tập thể. Chúa Giêsu không chỉ định cho một Phêrô, nhưng người trao ban cho tất cả các môn đệ, vốn là nền tảng của giáo hội. Như vậy, việc loan báo tin mừng tự bản chất không thuộc về một cá nhân hay một tập thể nào hết, mà đó là của toàn thể giáo hội. Trong đó có tất cả chúng ta là những thành viên. Tất cả chúng ta là những thành viên, mỗi người một công việc, mỗi người một sứ vụ, nhưng tất cả đều hướng về việc truyền giáo, vốn là bổn phận căn bản của mình. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô đã mô tả về sự phong phú ấy rằng, trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người làm tông đồ, làm ngôn sứ, làm tiên tri, làm thầy dạy. Người thì được ơn làm phép lạ, kẻ thì được đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, vân vân. Tất cả là để kiện toàn hội thánh, tất cả là để nhằm phục vụ cho việc loan báo tin mừng. Điều số 2, sống đạo chính là truyền giáo. Đọc lại một ít bài viết về Thánh Francisco Xavier thì quả thật, qua những con số thống kê và cả những giai thoại, những cái giai thoại rất là kỳ diệu nơi thánh nhân, thì Ngài phải được xếp ở tầm cỡ là vĩ đại. Tuy nhiên, lời rao giảng đầy thuyết phục và mang lại cái hiệu quả thật cao như thế, con nghĩ rằng nó cũng nằm ở chính đời sống đạo đức tốt lành của người. Nói khác đi, Thánh Francisco đã diễn tả phúc âm của Chúa bằng chính con người của mình. Thánh Francisco Xavier đã kể chuyện về Chúa Giêsu cho người khác nghe bằng chính cuộc sống hàng ngày của mình. Đó cũng chính là phương cách truyền giáo mà Công đồng Vaticano II đã giới thiệu và hướng dẫn cho tất cả mọi Kitô hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong tông huấn loan báo tin mừng ban hành ngày 8 tháng 12 năm 1975, vốn được coi là một trong những tông huấn về việc loan báo tin mừng quan trọng nhất của giáo hội, chân phước giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhắn nhủ với tất cả con cái của mình rằng, người đương thời sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì thầy dạy ấy cũng chính là những chứng nhân. Như vậy, ta có quyền nghĩ rằng đời sống tốt lành của một Kitô hữu
sẽ luôn luôn và luôn luôn là một lời rao giảng tin mừng cách hiệu quả cho những anh chị em sống chung quanh mình. Còn ngược lại, nó sẽ trở thành một phản chứng nặng nề cho phúc âm. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để đời sống đạo, đời sống đức tin hàng ngày của mình luôn luôn là một chứng nhân cho phúc âm của Chúa. Và như thế, đó không những là lúc chúng ta đang sống đạo thật tốt, mà còn là lúc chúng ta đang thực thi sứ vụ truyền giáo của chính mình.